Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cập nhật giá xe Honda Quay Alpha 2022 mới nhất trong tháng 3 năm 2022, lần đầu chạm mốc 20 triệu tại đại lý. Giá bán của chiếc Honda Quay Alpha tại đại lý ở Hà Nội hiện đang điều chạm mốc 20 triệu đồng một chiếc xe. Đây là điều hiếm thấy từ trước đến tận nay. Đây là cái mẫu xe số giá rẻ nhất từ hãng Honda tại thị trường Việt Nam. Từ trước đến nay thì cái dòng xe Quay Alpha vẫn luôn giữ một mức giá rất ổn định, dao động từ 18 đến 19 triệu đồng. Nhưng đầu tháng 3 năm 2022 thì cái mẫu xe này đã đột ngột tăng giá. Cụ thể, phiên bản Quay Alpha cái vành nang tiêu chuẩn đang có mức giá bán lên tới là 20 triệu đồng tại rất nhiều đại lý. Đây có thể nói là mức giá hiếm thấy trong lịch sử của các dòng xe này kể từ khi em lấy được mở bán tại thị trường Việt Nam. Một nhân viên tại đại lý Honda Chân Thu 1, cái số là 136, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết giá xe cao vì không có xe về nhiều, lượng người mua xe thì rất đông mà số lượng xe thì có hạn nên hiện tại cửa hàng không có đủ xe để bán và chỉ vài chiếc đang trưng bày nhưng đã khách đặt hết. Nhân viên này cũng cho biết thêm về cái chiếc Quay Alpha 2022 là một cái dòng xe khá tiết kiệm xăng, giá lại rẻ, phù hợp với túi tiền trong thời điểm hiện nay xe giá xăng đang tăng rất cao tại thị trường Việt Nam nên cái mẫu xe này lại càng đắt khách. Để các bạn tiện xem clip, chúng tôi sẽ cập nhật ngay giá xe Honda Quay Alpha 2022 mới nhất tại đại lý Việt Nam. Cái chiếc Honda Quay Alpha 110 phiên bản vành nang hoa, mức giá bán đề xuất là 17 triệu 800 đồng, giá bán ở lý là 20 triệu đồng, tức tăng chênh lệch là gần 2 triệu 200 đồng. Cái chiếc Honda Quay Alpha 110 phiên bản vành đúc, mức giá bán đề xuất là 18 triệu 800 đồng, giá bán ở lý là 21 triệu, chênh lệch cho động trong khoảng là gần 2 triệu 200 đồng. Lưu ý, giá chiếc Quay Alpha 2022 có thể chênh lệch tùy vào từng lý khác nhau. Khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết giá chi tiết hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để kỳ tiếp nhớ like, subscribe.